Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội hôm nay được dự báo là khá mát mẻ khi khối không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến thành phố. Trời duy trì nhiều mây, mưa dông có khả năng diễn ra bất chợt ở vài nơi. Sáng sớm nhiệt độ ngoài trời vào khoảng là 24-25 độ. Trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm là trên 90%. Nền nhiệt trong buổi sáng nhích tăng chậm, đến 10 giờ nhiệt độ ở mức là 26 độ và tăng lên 27 độ vào buổi trưa. Sang đến buổi chiều, nhiệt độ cũng nhích tăng lên mức là 28-29 độ. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay. Từ 17 giờ, nền nhiệt giảm dần và duy trì ở mức là 27 độ khi trời tối. Độ ẩm thấp nhất trong ngày giảm xuống còn khoảng là 63-65%. Theo các chuyên gia khí tượng, mùa đông năm nay dự báo sẽ khắc nghiệt hơn, mặc dù cường độ của hiện tượng La Nina không mạnh bằng những năm trước. Từ đầu tháng 10, tần suất các đợt không khí lạnh sẽ gia tăng, làm giảm nhiệt độ. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất xuống khoảng là 19-20 độ, trong khi vùng núi có thể xuống dưới 15 độ. Thủ đô Hà Nội sẽ có kiểu thời tiết là đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 20 độ. Dự báo tháng 10 này sẽ có thêm 1-2 đợt không khí lạnh nữa và nhiệt độ trung bình trong tháng 10 sẽ thấp hơn so với năm ngoái. Mùa đông năm nay sẽ kéo dài và rét hơn trong bối cảnh thời tiết đang thay đổi rõ rệt. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày không mưa, nhiệt độ từ 25-29 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam, từ Thanh Oai, Thường Tín tới Mỹ Đức với nhiệt độ không thay đổi. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày không mưa, nhiệt độ từ 24-28 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với nhiệt độ từ 24-28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày không mưa, nhiệt độ từ 25-29 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.